rất là nhiều món giá từ 8.000 cho đến cao nhất là 20.000. Mình có trứng muối, trứng bách thảo, cá cơm, tép rang, thịt kho, con ruốc, chà bông thịt và chà bông cá, cá cơm chiên, cá cơm kho, cá bóng, cá lóc. Khác thì thường là người ta chỉ nấu cháo trắng không thôi, còn ở đây thì mình có lá dứa nữa cho nên nó thơm, với lại cái màu nó cũng màu lá dứa nó xanh nó đẹp. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.